trong cái hình thức chiết khấu với tờ có giá thì nhìn chung là cái cách xử lý kế toán cũng giống như là cho vay theo món, giống như cho vay, tức là chúng ta mở các cái tài khoản 2211 rồi 2221 vân vân, nợ đủ tiêu chuẩn, nợ cần chú ý, nợ nghi ngờ vậy đó, chúng ta theo dõi giống tương tự như là cho vay theo món. Cái thu lãi cũng vậy, nhưng mà riêng cái tiền lệ phí chiết khấu nè, lệ phí chiết khấu hay là hoa hồng chiết khấu, thì cái tiền này đó chúng ta sẽ thu nhưng chúng ta không có theo dõi chung ở trong 702, và chúng ta mở tài khoản 717. 717 là thu lệ phí chiết khấu, cái tên tài khoản đó cái gì, 717 là thu lệ phí chiết khấu, thu lệ phí chiết khấu. Tài khoản 717 này nội dung tương tự như tài khoản 702, tức là nó có số dư bên có đây. À, khi nào chúng ta thu cái tiền lệ phí chiết khấu thì chúng ta ghi bên có tài khoản 717. À, bây giờ khi thu lệ phí chiết khấu thì chúng ta phải nộp thuế cho ngân sách nhà nước và chúng ta mở thêm tài khoản mới là 4531. 4531 là thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng phải nộp cho ngân sách nhà nước. Thế thì 4531 này chúng ta sẽ theo dõi ở đây, và để cuối tháng chúng ta sẽ tiến hành tổng hợp kê khai và khấu trừ thuế. À, khi thu tiền lệ phí chiết khấu thì chúng ta sẽ tách riêng cái phần nào ngân hàng được hưởng đó, chúng ta ghi vào tài khoản 717. Phần nào mà chúng ta nộp thuế chúng ta để bên tài khoản 4531. Tôi ví dụ nha. À, ví dụ như cái tiền lệ phí chiết khấu chúng ta thu là 800 ngàn chẳng hạn. Thế bây giờ 800 ngàn này ai nộp đây? Khách hàng nộp, cái người đi vay đó, đi vay với hình thức chiết khấu đó, họ phải nộp lệ phí. Thế thì họ nộp 800 ngàn này bằng cách nào? Họ có thể nộp tiền mặt, tức là họ đem tiền mặt họ nộp vô ngân hàng thì chúng ta thu vô tiền mặt tại quỹ ngân hàng tăng lên để cho anh chị ghi nợ tài khoản 1011 800 ngàn. Hoặc là trường hợp thứ hai là gì? Khách hàng đề nghị trích từ tài khoản tiền gửi để nộp lệ phí thì chúng ta ghi nợ tài khoản 4211 này 800 ngàn. Nhưng 800 ngàn này không được ghi hết vô bên có tài khoản 717. Và chúng ta sẽ trích một phần để nộp thuế cho ngân sách nhà nước. Ví dụ như bây giờ thuế giá trị gia tăng là 10%. Thế thì chúng ta sẽ tính coi trong 800 ngàn này mình nộp thuế là bao nhiêu. Anh chị tính bằng bao nhiêu nè? 800 ngàn là giá có thuế, thuế suất là 10%. Bây giờ muốn tìm cái giá chưa có thuế thì chúng ta làm sao? À, học cái môn thuế chưa? Muốn tìm giá chưa có thuế thì lấy giá có thuế chia cho 1 cộng với thuế suất. Các anh chị biết công thức đó không ạ? Tôi viết lại cái công thức này nè, nếu mà ai mà chưa nắm thì chúng ta nhớ lại, chứ không thôi chỗ này chúng ta tính sai nè. Giá chưa có thuế, giá chưa có thuế thì bằng cái gì? À, bằng giá có thuế, giá có thuế chia cho 1 cộng với thuế suất. Đấy, như vậy các anh chị thấy là theo cái ví dụ của chúng ta đó, nếu mà cái giá có thuế của chúng ta là bao nhiêu, là 800 ngàn, tức là toàn bộ số tiền lệ phí mà khách hàng nộp đó là 800 ngàn. Thế thì đối với khách hàng họ không cần biết là thuế bao nhiêu hay là ngân hàng thu bao nhiêu, họ chỉ biết họ nộp lệ phí chiết khấu là 800 ngàn thôi. Nhưng ngân hàng mình phải tách ra trong 800 ngàn đó phần mình được hưởng là bao nhiêu, phần nộp thuế là bao nhiêu. Thế thì lúc bây giờ chúng ta muốn tìm cái giá chưa có thuế đó, chúng ta sẽ lấy 800 ngàn chia cho 1 cộng với thuế suất. Và thuế suất giả sử như là 10% thì các anh chị sẽ tìm ra được cái giá chưa có thuế. À, như vậy giá chưa có thuế này là số tiền mà chúng ta được hưởng, chúng ta ghi vào tài khoản 717. Và các anh chị sẽ lấy 800 ngàn trừ cho cái giá chưa có thuế này, chúng ta ra thuế giá trị gia tăng. Nha các anh chị, chứ không có nói là thuế suất 10% cái mình lắm lấy 800 ngàn mình nhân cho 10% ra 80 ngàn, không có phải tính vậy nha các anh chị. Cái đó là chúng ta
tính như vậy là không có đúng ha. Cái giá chưa có thuế phải bằng giá có thuế chia cho 1 cộng với thuế suất. Đấy thì chúng ta phải tính ra cái phần chúng ta được hưởng để rồi chúng ta ghi vô cái tài khoản 717 của chúng ta. Và thông thường thì cái lệ phí chiết khấu hay là cái hoa hồng chiết khấu hiện nay đó, ngân hàng nó có thể tính theo hai cách. Một là thu theo tỷ lệ phần trăm. Hai là thu cố định theo từng loại chứng từ. Đấy, ví dụ như bây giờ chiết khấu trái phiếu thì thu bao nhiêu, chiết khấu hối phiếu thì thu bao nhiêu, trái phiếu hoặc là hối phiếu hay là tính phiếu tùy theo từng loại chứng từ để chúng ta thu, thì cái cách đó người ta gọi là thu theo từng loại chứng từ. Còn cách thứ hai là thu theo tỷ lệ phần trăm. Như vậy tùy theo từng ngân hàng mà nó có thể tính là thu cái lệ phí chiết khấu này bằng cách nào. Như vậy thì nhìn chung là trong cái hình thức chiết khấu giấy tờ có giá đó, cái cách mà chúng ta xử lý kế toán nó cũng tương tự như cho vay theo phó, phần cho vay, phần thu nợ, phần chuyển nợ quá hạn vân vân. Riêng cái phần thu lệ phí chiết khấu thì nó có khác, và chúng ta để ý cái phần thu lệ phí này. Bây giờ các anh chị chuyển tiếp qua một cái phương thức cho vay khác của ngân hàng, chúng ta gọi là cho thuê tài chính. Cho thuê tài chính, để các anh chị phân biệt cho thuê tài chính nó khác với cho thuê hoạt động hay là thuê thông thường. Thuê tài chính hiện nay thì được thực hiện bởi các công ty cho thuê tài chính, và công ty cho thuê tài chính đó phải là các công ty con của ngân hàng, hoặc là một cái công ty cho thuê tài chính được thành lập độc lập chuyên thực hiện cái chức năng cho thuê tài chính. Vậy thì cho thuê tài chính nó có đặc điểm gì mà khác với cho thuê bình thường chứ anh chị? Không phải là mình mua hàng loạt tài sản về mình để đó rồi ai thích thuê cái nào đến thuê, mà ở đây chúng ta chỉ mua những tài sản theo đơn đặt hàng của khách hàng và về chúng ta cho khách hàng thuê. Ví dụ như hiện nay thì cái cho thuê tài chính nó phổ biến nhất là thuê gì? Thuê máy móc thiết bị. Ví dụ như mấy cái doanh nghiệp vừa và nhỏ nó thành lập doanh nghiệp nhưng mà nó không đủ vốn để nó mua máy móc thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất, thì lúc bây giờ nó có thể đặt hàng cho công ty cho thuê tài chính để mà mua về cho nó thuê lại. Hoặc là gì, thuê các cái phương tiện vận tải. Ví dụ như bây giờ các anh chị thành lập cái hãng taxi, các anh chị không đủ tiền mua xe, các anh chị có thể đặt hàng cho công ty cho thuê tài chính mua hàng loạt cái xe taxi về, cái xe hơi về mình mở cái hãng taxi chẳng hạn. Như vậy thì nhìn chung là các cái công ty cho thuê tài chính hiện nay đều là công ty con của ngân hàng, và nó thực hiện cái hoạt động cho thuê tài chính này nó vẫn phải ghi chép vào sổ sách kế toán theo hệ thống tài khoản của ngân hàng. Cho nên ở đây là chúng ta đưa vào phần kế toán ngân hàng để chúng ta xử lý luôn. Thế thì tôi không có nói nhiều về cái đặc điểm của cho thuê tài chính, các anh chị có thể tự đọc thêm trong sách. Ở đây tôi nhấn mạnh giải thích những cái nội dung về kế toán mà nó có thể khó đối với các anh chị, còn cái phần mà đọc hiểu thì chúng ta có thể tự đọc trong tài liệu ha. Bây giờ khi chúng ta mua tài sản để cho thuê tài chính thì chúng ta phải ghi chép vào sổ sách kế toán. Lúc bây giờ chúng ta mở cái tài khoản mới là cái tài khoản 385. 385 là đầu tư bằng đồng Việt Nam vào thiết bị cho thuê tài chính. 385 là đầu tư bằng đồng Việt Nam vào thiết bị cho thuê tài chính. Tài khoản 385 có số dư bên nợ ở đây. Khi chúng ta bắt đầu mua tài sản theo đơn đặt hàng của khách hàng thì chúng ta sẽ mở tài khoản 385 để theo dõi. Và khi nào mà chuyển giao tài sản cho người đi thuê thì lúc bây giờ chúng ta mở tài khoản 2311. 2311 là cho thuê tài chính bằng đồng Việt Nam nợ đủ tiêu chuẩn. Các anh chị nhớ cái đặc điểm của cái tài khoản đó, nếu mà chữ số thứ tư mà là số 1 đó là chỉ nợ đủ tiêu chuẩn. Chúng ta nhớ hôm qua không nào? Còn chữ số thứ ba mà là số 1 là chỉ đồng Việt Nam. Vậy thì ở đây chúng ta thấy tài khoản 2311 nội dung nó giống y như là tài khoản 2111. Phải không? Nó chỉ khác ở cái cấp 1 thôi. Cấp 1 thay vì 21 thì ở đây là 23. Đấy, như vậy thì chúng ta thấy tài khoản 2311 nội dung tương tự như 2111.
tức là dùng để chỉ nợ đủ tiêu chuẩn trong cái hoạt động cho thuê tài chính mà chúng ta xếp nó vào hoạt động tín dụng. Để hiện nay thì cho thuê tài chính người ta cũng xem nó là một cái hình thức tín dụng trung và dài hạn của ngân hàng. Cho nên nếu các anh chị mở cái hệ thống tài khoản đó, thì các anh chị thấy là cho thuê tài chính là 2311 là nó bắt đầu bằng số 2. Và bắt đầu bằng số 2 tức là loại 2. Và loại 2 theo đầu tiêu đề là chúng ta thấy loại 2 là hoạt động tín dụng. Đó là cho nên là 2311 ở đây là cho thuê tài chính được xem là cái hoạt động tín dụng của ngân hàng. Tài khoản 2311 hay là tài khoản 385 gì đều có số dư nợ hết. Chúng ta tương tự cũng có 2312 là nợ cần chú ý đối với cho thuê tài chính. 2312 nợ cần chú ý đối với cho thuê tài chính có số dư bên nợ. 2313 là nợ dưới tiêu chuẩn đối với cho thuê tài chính. 2313 nợ dưới tiêu chuẩn đối với cho thuê tài chính. 2314 là nợ nghi ngờ. Và 2315 là nợ có khả năng mất vốn. Như vậy các anh chị thấy những cái tài khoản cấp 3 đó 2311, 12, 13, 14, 15 này tương tự như là cấp 3 trong cho vay theo món. Đó, tức là chữ số thứ tư mà là số 1 là chỉ nợ đủ tiêu chuẩn, số 2 là chỉ nợ cần chú ý. Số 3 là nợ dưới tiêu chuẩn, số 4 là nợ nghi ngờ và số 5 là nợ có khả năng mất vốn. Rồi bây giờ các anh chị còn nhớ những cái cấp độ quá hạn ở những cái thời gian nào để chúng ta xác định nó là nợ cần chú ý hay là nợ dưới tiêu chuẩn không? Cái đó phải nhớ nha. Ví dụ như bây giờ 2311 chúng ta xếp nó vào loại nợ cần chú ý, tức là quá hạn từ mấy ngày các anh chị? Hôm qua học rồi, từ mấy ngày? 10 cho đến 90 ngày, đúng không? Chúng ta xếp vào nợ cần chú ý. Từ 91 đến 180 ngày chúng ta xếp vào nợ dưới tiêu chuẩn. À, từ 181 đến 360 ngày chúng ta xếp vào nợ nghi ngờ và quá hạn trên 360 ngày xếp vào nợ có khả năng mất vốn. Đấy, những cái chuẩn đó các anh chị nhớ nha. À, ngoài những cái tài khoản nội bảng này đó thì các anh chị còn sử dụng thêm hai tài khoản ngoại bảng là 951 và 952. Tài khoản 951 và 952 là hai cái tài khoản ngoại bảng mà chúng ta còn sẽ dùng thêm ở trong cái phần cho thuê tài chính này. 951 và 952. Chín năm một là tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty, tài khoản ngoại bảng anh chị. Loại chính là ngoại bảng, mà ngoại bảng là mình chỉ có nhập với xuất thôi nha. 951 tài sản dùng để cho thuê tài chính đang quản lý tại công ty. Tài khoản ngoại bảng thứ hai nữa là 952. 952 là tài sản dùng để cho thuê tài chính đã chuyển giao cho người đi thuê. 952 là tài sản dùng để cho thuê tài chính đã chuyển giao cho người đi thuê. Như vậy có nghĩa là gì? Nếu mà tài sản mình mua về theo đơn đặt hàng của khách hàng mà mình chưa chuyển giao cho khách hàng thì chúng ta theo dõi nội bảng ở trên tài khoản 951. À, ngoài xin lỗi ngoại bảng chúng ta theo dõi trên 951, còn nội bảng chúng ta theo dõi trên 2311. Đó là hai cái cặp này các anh chị thấy là nó nội bảng, tôi xin nói lại nha. Nội bảng chúng ta theo dõi trên 385. 385 các anh chị. 385. Thế còn nội bảng chúng ta theo dõi 385, ngoại bảng theo dõi trên 951. Còn khi đã chuyển giao cho người đi thuê rồi đó thì nội bảng là theo dõi trên 2311 và ngoại bảng là theo dõi trên 952. Đấy thì tí nữa chúng ta sẽ trở lại cái sơ đồ để chúng ta xử lý cái phần này. Trở lại cái sơ đồ tài khoản hồi nãy. Đây bút toán số 1 là khi các anh chị bắt đầu mua tài sản theo đơn đặt hàng của khách hàng thì chúng ta ghi nợ 385. Mua tài sản trả tiền bằng cách nào ghi có tài khoản đó.
Đúng không? Ví dụ mua trả bằng tiền mặt thì tiền mặt tại quỹ giảm là chúng ta ghi bên có tài khoản 1011 ở đây. Ghi nợ 385 là đầu tư bằng đồng Việt Nam vào thiết bị cho thuê tài chính. Bây giờ ghi số 1 xong thì đồng thời các anh chị sẽ nhập tài khoản ngoại bảng 951. Nhập 951, hồi nãy mình giới thiệu cái 951 rồi đó. Bút toán số 1 này chúng ta sẽ ghi xong rồi đồng thời chúng ta nhập 951. Tức là tài sản dùng để cho thuê tài chính nhưng mà đang quản lý tại công ty cho thuê tài chính trực thuộc ngân hàng đó, chưa chuyển giao cho khách hàng. Đấy, ghi số 1 đồng thời nhập 951. Thế bây giờ mục đích mình mua để làm gì, để cho thuê. Cho nên khi chúng ta chuyển giao tài sản cho người đi thuê thì chúng ta ghi bút toán số 2 đây. Chuyển giao tài sản cho người đi thuê. Như vậy lúc bây giờ chúng ta không còn giữ tài sản ở ngân hàng, cho nên chúng ta sẽ xuất tài khoản 951 đồng thời với bút toán số 2 này, chúng ta sẽ xuất 951. Xuất 951 và nhập 952. Tài sản đã chuyển giao cho người đi thuê, quyền sở hữu vẫn còn của công ty cho thuê tài chính. Khách hàng vẫn có quyền sử dụng thôi chứ không có quyền sở hữu, cho nên tài sản của chúng ta phải tiếp tục theo dõi nó. Để như vậy bút toán số 2 này chúng ta nhớ ghi đồng thời hai bút toán ngoại bảng nữa là xuất 951 và nhập 952. Ví dụ như bây giờ chúng ta mua cái máy móc thiết bị theo đơn đặt hàng của khách hàng, chỗ này là 700 triệu đồng, ví dụ vậy, 700 triệu đồng. Thế thì các anh chị sẽ ghi nợ 2311 là 700 triệu đồng chỗ này. Để coi như chúng ta bỏ tiền ra chúng ta mua tài sản 700 triệu theo đơn đặt hàng của khách hàng để cho khách hàng thuê. Thế bây giờ giả sử theo hợp đồng cho thuê tài chính thì chúng ta sẽ cho khách hàng thuê trong thời hạn là 10 năm. 10 năm. Và tiền thuê trả theo nguyên tắc là chia đều. Như vậy có nghĩa là gì? 700 triệu này là toàn bộ giá trị tài sản chúng ta sẽ mang chia cho thời gian cho thuê là 10 năm. Các anh chị sẽ ra 70 triệu. 700 triệu chia cho 10 ra 70 triệu. 70 triệu này là gì? Cái tiền đó chúng ta sẽ thu hồi mỗi năm và chúng ta gọi đó là tiền thuê thu từng định kỳ. Như vậy khi chúng ta thu 70 triệu chúng ta ghi bút toán số 3. Đây, bút toán số 3 là thu tiền thuê từng định kỳ. Năm thứ nhất thu 70 triệu, ghi bên có 2311 70 triệu đây. Và nếu chúng ta thu 70 triệu bằng tiền mặt thì các anh chị ghi nợ tài khoản 1011 là tiền mặt tại quỹ ngân hàng tăng lên. Thế còn chỗ này nếu mà khách hàng trả bằng chuyển khoản đề nghị trích từ 4211 thì chúng ta ghi nợ 4211. Như vậy năm thứ nhất thu tiền thuê được 70 triệu thì ghi bút toán số 3. Thế rồi năm thứ hai thu tiền thuê 70 triệu ghi số 3 nữa. Năm thứ ba thu được, chúng ta cứ như vậy mỗi lần thu tiền thuê thì các anh chị ghi bút toán số 3. Và nếu như chúng ta thu đủ 10 năm thì có nghĩa là chúng ta mới thu hồi vốn. Đúng không các anh chị? Bỏ ra 300 triệu mua tài sản cho khách hàng thuê. Thế bây giờ cho thuê 10 năm. Mỗi năm thu tiền thuê có 70 triệu thôi thì thu 10 năm đúng bằng 700 triệu. Vậy thì lúc bây giờ chúng ta đâu có gọi là cho vay đâu, các anh chị, đâu gọi là tín dụng. Cho nên ngoài cái tiền thuê thu từng định kỳ này, khách hàng còn phải trả tiền lãi nữa chứ không phải chỉ trả tiền thuê thôi. Nhưng mà tiền lãi chúng ta không theo dõi trên tài khoản 2311. Chúng ta sẽ mở một cái tài khoản riêng dùng để theo dõi thu lãi cho thuê tài chính. Cho nên cái tiền lãi chúng ta nói sao? Và ở đây chúng ta chỉ đề cập đến tiền thuê hay là tiền nợ gốc, coi như tiền ngân hàng đã bỏ ra mua tài sản và cho khách hàng thuê. Vậy thì nếu như mà họ trả tiền thuê đúng hạn thì chúng ta ghi bút toán số 3. Trường hợp quá hạn khách hàng không trả tiền thuê thì chúng ta chuyển sang nợ cần chú ý ở bút toán số 4. Chuyển từ nợ đủ tiêu chuẩn sang nợ cần chú ý, ghi bên có 2311 bên nợ 2312 đây. Chuyển sang nợ cần chú ý. Và cái tiêu chuẩn để chúng ta xếp nợ cần chú ý cũng giống y như cho vay theo món nha các anh chị. Tức là quá hạn từ 10 ngày cho đến 90 ngày chúng ta xếp vào loại nợ cần chú ý.
Thế trong thời gian theo dõi từ 10 ngày đến 90 ngày này, nếu thu được tiền, các anh chị sẽ ghi bút toán số 5. Như vậy số 5 này là thu nợ cần chú ý, chứ không thể thu tiền thuê bình thường. Tiền thuê nó quá hạn rồi, nhưng khách hàng trả trong cái thời gian từ 10 ngày đến 90 ngày. Đấy là thu nợ cần chú ý. Trường hợp quá 90 ngày rồi mà khách hàng không trả thì chúng ta tiếp tục chuyển sang nợ dưới tiêu chuẩn ở bút toán số 6. Ghi bên có của 2312, ghi bên nợ 2313, tức là chuyển từ nợ cần chú ý sang nợ dưới tiêu chuẩn. Tương tự thu được nợ dưới tiêu chuẩn thì chúng ta ghi số 7. Thu không được làm gì nữa nè, chuyển nữa, đó là từ nợ tiêu chuẩn dưới tiêu chuẩn chuyển sang nợ nghi ngờ ở bút toán số 8. Đó, nghi ngờ nhưng mà vẫn hy vọng thu được tiền đó, cho nên thu được nợ nghi ngờ thì ghi bút toán số 9, mà thu không được lại chuyển sang nợ có khả năng mất vốn. Nó tương tự như cái phần cho vay theo món. Thế thì ở đây đó, cái bút toán số 10 chúng ta cũng lưu ý là chúng ta chỉ thực hiện trong những trường hợp đặc biệt thôi. Số 10 thực hiện trong trường hợp đặc biệt nghĩa là gì? Nghĩa là nếu như từ nợ đủ tiêu chuẩn 2311 nè, chúng ta chuyển thẳng sang 2315, có nghĩa là chuyển thẳng sang nợ có khả năng mất vốn. Khi nào chúng ta có đủ thông tin thì các anh chị mới ghi bút toán số 10. Tức là có đầy đủ thông tin để kết luận rằng khoản nợ này có khả năng mất vốn mặc dù chưa quá hạn trên 360 ngày, giống như hôm qua chúng ta đã xem. Đấy thì mới ghi số 10. Tuy nhiên chúng ta nhắc lại cái cho thuê tài chính này thì các anh chị thấy là gì? Khách hàng chỉ có quyền sử dụng tài sản thôi, họ không có quyền sở hữu. Phải không? Quyền sở hữu tài sản vẫn thuộc công ty cho thuê tài chính của ngân hàng. Cho nên nhìn chung là rủi ro ít xảy ra. Các anh chị biết tại sao rủi ro ít xảy ra không? Ít xảy ra là do đâu? Có phải là gì? Khách hàng có quyền sử dụng mà mình thì có quyền sở hữu, cho nên nếu khách hàng không trả tiền thuê thì mình có quyền làm gì các anh chị? Thu hồi cái tài sản trở về. Đó là thu hồi tài sản trở về cho người khác thuê. Tuy nhiên cái đó thì chúng ta thấy là nó cũng gặp nhiều cái rủi ro, bởi vì sao? Bởi vì không phải lúc nào là mình thu hồi tài sản cũng được đâu. Ví dụ như trong trường hợp chúng ta cho thuê tài sản mà thuộc loại động sản, ví dụ như các anh chị mua xe, là mua xe hơi cho hãng taxi thuê, thế bây giờ nó không trả tiền thuê thì sao? Về nguyên tắc là các anh chị lấy xe lại chứ gì, lấy xe lại. Thế nhưng mà lỡ như xe nó cũng không còn sao? Hạn nhất là gì các anh chị? Nếu mình tuyển trúng mấy cái anh tài xế mà đạo đức nghề nghiệp nó hơi kém đó, phải không? Thế nó chạy xong chạy luôn qua biên giới Campuchia, nó chạy thẳng bển nó bán luôn rồi, thế bây giờ mình giữ giấy tờ thôi, mình đâu có tài sản gì đâu. Cho nên trong trường hợp như vậy chúng ta thấy là có rủi ro chứ không phải là không. Mặc dù chúng ta giữ cái quyền sở hữu tài sản nhưng không phải lúc nào cũng thu hồi tài sản về được. Mà nếu đã có rủi ro thì chúng ta có trích lập dự phòng. Cho nên các anh chị cũng có cái tài khoản 239 dùng để theo dõi dự phòng rủi ro đối với hoạt động cho thuê tài chính. Nội dung tài khoản 239 tương tự như tài khoản 219 hôm qua chúng ta xét rồi đó. Số dư bên nào nè? Số dư có 219, 229, 239, 249 vân vân. Nếu mà cái chữ số thứ ba mà là số 9 đó, là để chỉ dự phòng. Và chúng ta thấy những tài khoản dự phòng là cái nó phản ánh cái quỹ của ngân hàng, cho nên nó có số dư bên còn này. Và khi chúng ta dùng cái dự phòng để xóa nợ có khả năng mất vốn, ghi bút toán số 12 nè. Đã ghi bên nợ 239, ghi bên có 2315 thì các anh chị cũng mở tài khoản ngoại bảng 971, chúng ta nhập tương tự như là xử lý cái cho vay theo món, nợ xấu cho vay theo món. Khi nhập 971 rồi và trong thời gian theo dõi này nếu thu được tiền thì chúng ta ghi bút toán số 13. Ghi bên có 79 là thu nhập khác, và thu bằng cách nào thì ghi nợ tài khoản đó. Đã thu bằng tiền mặt thì ghi nợ tiền mặt, thu chuyển khoản thì có thể thêm vô chỗ này ba chấm, tức là thu tiền bằng cách nào thì ghi nợ tài khoản đó. Đã ghi bên có tài khoản 79 nếu mà thu được tiền trong cái thời gian chúng ta xóa nợ.
Và khi mà ghi số 13 thì nhớ suất 971 ha. Suất 971 là suất số tiền mà chúng ta thu được đó. Thế còn cái số còn lại thì chúng ta tiếp tục theo dõi trên 971. Khi nào có sự cho phép của ngân hàng nhà nước thì mới được suất 971. Đã tương tự như hôm qua chúng ta đã xử lý rồi. Đấy là cái phần xử lý nợ có khả năng mất vốn trong cái hoạt động cho thuê tài chính. Bây giờ đến thu lãi này các anh chị, thu lãi cho thuê tài chính. Bởi vì nếu như hồi nãy theo ví dụ đó, chúng ta mua cái tài sản 700 triệu, chúng ta cho thuê 10 năm, nên mà mỗi năm thu tiền thuê 70 triệu, thu 10 năm thì mới thu vốn thôi, chưa có lãi. Cho nên ngân hàng phải thu thêm cái tiền lãi. Cái tiền lãi này thông thường thì được tính theo nguyên tắc là gì? Tính trên giá trị còn lại của tài sản sau mỗi lần trả tiền thuê. Tôi ví dụ nha, tính trên giá trị còn lại của tài sản sau mỗi lần trả tiền thuê. Rồi, ví dụ như bây giờ chúng ta mua cái tài sản là bao nhiêu? Là 500 triệu đi, cho nó chẳng nè. Chúng ta mua cái tài sản 500 triệu. Chúng ta cho khách hàng thuê 10 năm. Là thuê 10 năm, mỗi năm thu tiền thuê một lần. Như vậy mỗi năm thu tiền thuê một lần thì khi chúng ta thu tiền thuê là chúng ta chia đều ở đây. Mỗi năm thu tiền thuê. Thu tiền thuê bao nhiêu ạ? À? Các anh chị lấy 500 triệu chia cho 10 năm, ở đây chúng ta ra 50 triệu tiền thuê mỗi năm. 50 triệu này chúng ta thu mỗi năm. Thế thì cái năm thứ nhất này các anh chị, năm thứ nhất này chúng ta thu lãi tính bằng cách nào? Năm thứ nhất thu lãi sẽ được tính bằng cách lấy toàn bộ giá trị tài sản nhân cho lãi suất, tức là lấy 500 triệu các anh chị đã bỏ ra để mua tiền, mua tài sản cho khách hàng thuê. Như vậy năm thứ nhất chúng ta lấy 500 triệu nhân cho lãi suất để ra tiền lãi năm thứ nhất. Đây là tiền lãi năm thứ nhất. Bây giờ đến thì năm thứ hai thì các anh chị tính lãi bằng cách nào? Năm thứ hai người ta đã làm gì rồi? Đã trả tiền thuê được 50 triệu rồi. À, năm thứ hai trả tiền thuê được 50 triệu rồi, cho nên giá trị còn lại của tài sản lúc bây giờ là nhiêu? Là 450 thôi chứ gì, đúng không nè? Như vậy năm thứ hai chúng ta sẽ tính lãi bằng cách lấy 450 triệu nhân cho lãi suất là ra tiền lãi năm thứ hai. Thế bây giờ tương tự như vậy năm thứ ba các anh chị sẽ lấy 400 triệu, bởi vì người ta đã trả tiền thuê được 50 triệu nữa rồi, nhân cho lãi suất. Và cứ như vậy chúng ta thấy là gì, tiền lãi càng ngày càng ít đi, hay là tính lãi theo nguyên tắc giảm dần. Tính lãi giảm dần tính theo số dư thực tế trên tài khoản 2311. Bởi vì khi các anh chị cho họ thuê đó, các anh chị mở cái tài khoản 2311 là hồi nãy chúng ta học rồi đó, 2311 ở đây. Chúng ta ghi bên nợ 500 triệu đây. Và mỗi lần mình thu tiền thuê mình ghi bên có 50 triệu đây. Thế thì khi mình ghi bên có 50 triệu thì số dư còn lại nó sẽ giảm rồi, nó còn có 450 thôi. Cho nên chúng ta tính trên dư nợ thực tế, tính trên dư nợ thực tế hay là tính trên giá trị còn lại của tài sản sau mỗi lần trả tiền thuê. Đấy là cái cách tính lãi. Đấy, ví dụ như năm thứ nhất thì mình lấy toàn bộ số tiền mình bỏ ra mình mua tài sản nhân cho lãi suất sẽ ra tiền lãi. Nhưng năm thứ hai họ trả được 50 triệu rồi thì tiền lãi lúc bây giờ chúng ta tính trên 450 triệu, và cứ như vậy tiền lãi càng ngày càng ít đi, cho nên người ta gọi là tính lãi theo nguyên tắc giảm dần. Thế thì sau khi tính ra tiền lãi rồi chúng ta sẽ hạch toán cái tiền lãi này như thế nào, ghi chép vào sổ sách kế toán như thế nào đây? Các anh chị có tài khoản mới nè, 705. 705 là thu lãi cho thuê tài chính. 705 thu lãi cho thuê tài chính. Nội dung tài khoản 705 tương tự như 702. Tương tự như 702 là thu lãi cho vay bình thường, thế còn 705 là thu lãi cho thuê tài chính. Vậy thì lúc bây giờ khi chúng ta thu lãi cho thuê tài chính, chúng ta sẽ ghi vô tài khoản 705. Tuy nhiên
Nếu mà cái thỏa thuận của chúng ta với khách hàng đó là không phải mỗi tháng trả tiền lãi một lần, mà có thể 6 tháng một lần, một năm một lần, một quý một lần, thì lúc bây giờ chúng ta cũng tính trước và treo trên tài khoản 3943. 3943 là lãi phải thu đối với cho thuê tài chính bằng đồng Việt Nam. 3943 là lãi phải thu đối với cho thuê tài chính bằng đồng Việt Nam. Thế 3943 nội dung tương tự như tài khoản 3941. 3943 nội dung tương tự như 3941. Số dư bên nào các anh chị còn nhớ không? 3943 có số dư bên bên nợ. Nên giống như 3941, lãi phải thu có số dư nợ, còn lãi phải trả có số dư có. Vậy thì chỗ này khi chúng ta tính trước cái lãi cho thuê tài chính đó, thì các anh chị sẽ ghi cái bút toán số 1 ở đây. Ghi nợ 3943, ghi có 705, tức là tiền lãi này mình tính trước, mình ghi vào thu nhập rồi nhưng mà chưa thu. Chưa thu là do đâu? Do thỏa thuận giữa chúng ta và khách hàng trả từng định kỳ 6 tháng một lần, hoặc là một quý một lần, hay là cuối năm một lần. Như vậy mỗi tháng tính trước ghi nhận vào thu nhập nhưng chưa thu để bên nợ 3943 này. Và khi nào chúng ta thu cái lãi tính trước đó thì chúng ta ghi bút toán số 2 ở đây. Là ghi bên có 3943 và thu lãi bằng cách nào? Ghi nợ tài khoản đó. Thu tiền mặt thì ghi tăng tiền mặt tại quỹ ngân hàng, thu chuyển khoản thì ghi giảm tài khoản tiền gửi của khách hàng. Đấy là trường hợp chúng ta thu lãi từng định kỳ, mà mỗi một định kỳ là một quý hay là 6 tháng, lớn hơn một tháng thì chúng ta vận dụng số 1 và số 2. Bây giờ trong trường hợp nếu như mà chúng ta thu lãi cho thuê tài chính mỗi tháng, thu hàng tháng, thì lúc bây giờ ghi số 3 đây. Tức là tháng nào cũng thu lãi hết, ghi thẳng vào bên có tài khoản 705, không cần tính trước, không cần qua 3943 nữa. Và thu lãi thì chúng ta thấy là gì? Khách hàng nộp tiền mặt thì mình ghi nợ tiền mặt, chỗ này tiền mặt tại quỹ ngân hàng tăng lên rồi. Thế còn nếu mà họ trích tài khoản tiền gửi thì ghi nợ 4211. Đấy, như vậy tùy theo cái thỏa thuận giữa khách hàng và ngân hàng mà chúng ta chọn thu lãi theo cách nào. Thu hàng tháng hay là thu từng định kỳ một quý một lần, 6 tháng một lần, để mà vận dụng cái số 3 hay là số 1 và số 2. Đấy là cái phần mà thu lãi cho thuê tài chính. Thế như vậy thì các anh chị nắm qua về cái hoạt động cho thuê tài chính. Thế bây giờ để chúng ta kiểm tra lại đây, các anh chị có hiểu được không nha. Các anh chị mở cái bài tập ra. Anh chị mở cái phần bài tập ứng dụng ra nè. Trang 80 các anh chị, bài tập ứng dụng. Trang 80. Sách lý thuyết và bài tập đó, rồi ai không có thì nghe tôi đọc này nha. Trang 80 các anh chị sẽ làm nghiệp vụ số 13. Nghiệp vụ số 13. Tôi đọc cái thông tin nha. Xuất 60 triệu đồng tiền mặt. Xuất 60 triệu đồng tiền mặt mua một tài sản theo đơn đặt hàng của công ty L. Trị giá hợp đồng thuê là 66 triệu. Chúng ta xuất 60 triệu đồng mua tài sản theo đơn đặt hàng của công ty L. Trị giá hợp đồng thuê là 66 triệu. Thời gian thuê là 2 năm. Thời gian thuê là 2 năm. Tiền thuê trả hàng tháng. Tiền thuê trả hàng tháng là 2 triệu 750 ngàn. 2 triệu 750 ngàn. Lãi suất tính 1% tháng. Lãi suất là 1% tháng. Và chúng ta tính trên giá trị còn lại của tài sản hay là giá trị còn lại của mỗi kỳ trả. Ở đây người ta yêu cầu chúng ta tính và hạch toán cụ thể 2 tháng đầu. Tức là mình không có làm hết, cái gì làm 2 tháng thôi. Tất nhiên là 2 tháng biết thì 4 tháng, 5 tháng gì cũng làm được. Phải là làm 2 tháng thôi. Rồi bây giờ các anh chị đọc kỹ cho chúng ta làm sao đây.
Như vậy cái nghiệp vụ số 13 này là nguyên cả một cái quá trình, nguyên cả một cái quá trình chứ không phải là chỉ có một cái thời điểm thôi. Từ lúc chúng ta xuất tiền mặt để mua tài sản theo đơn đặt hàng của công ty L, trị giá hợp đồng thuê là 66 triệu, thời gian là 2 năm. Bây giờ các anh chị sẽ thấy nó có một cái điểm mà chúng ta hơi khó hiểu đây nè. Mình mua cái tài sản có bao nhiêu? Có 60 triệu thôi. Mua cái tài sản 60 triệu, xuất 60 triệu mua tài sản theo đơn đặt hàng của khách hàng. Nhưng mà hợp đồng thuê đó thì ký với khách hàng với trị giá là 66 triệu. Đây, chỗ này khó hiểu này các anh chị. Đáng lẽ là nhiêu, đáng lẽ là mình mua nhiêu mình ký hợp đồng thuê bấy nhiêu thì nó dễ rồi, nhưng bây giờ nó có cái sự chênh lệch, mua có 60 triệu nhưng mà ký hợp đồng thuê 66 triệu. Trường hợp này có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu như chúng ta đã thỏa thuận trước với khách hàng rồi, họ đồng ý mua cái tài sản đó cho họ thuê với cái trị giá là 66 triệu, nhưng mình ra mình mua thì mình được cái người bán chiết khấu giảm giá cho mình bán có 60 triệu thôi. Vậy thì lúc bây giờ các anh chị sẽ không cần mời khách hàng lên thương lượng lại điều chỉnh hợp đồng nữa, mà chúng ta coi như cái 6 triệu đó là phần ngân hàng được hưởng do bên phía người cung cấp giảm giá hay là chiết khấu. Vì vậy cái phần chênh lệch này chúng ta sẽ ghi vào thu nhập của chúng ta. Chênh lệch 6 triệu này chúng ta coi như chúng ta được hưởng, chúng ta ghi vào thu nhập của chúng ta. Để thì tôi giải thích thêm chỗ đó để các anh chị nắm cho nó vững. Rồi bây giờ lần lượt này các anh chị từng cái giai đoạn một nè. Thứ nhất là khi ngân hàng mua tài sản thì các anh chị ghi sao? Khi ngân hàng mua tài sản. Mua tài sản theo đơn đặt hàng của khách hàng đấy nha. Tôi nói tắt đó, mua tài sản theo đơn đặt hàng của khách hàng thì lúc bây giờ các anh chị có phải là chúng ta bắt đầu ghi bên nợ tài khoản 385 không? 385 là đầu tư bằng đồng Việt Nam vào thiết bị cho thuê tài chính. Đó là mình bắt đầu bỏ tiền ra mình mua tài sản để cho thuê nè. Rồi bây giờ mua trả tiền bằng gì? Trả bằng tiền mặt bởi vì nó xuất xuất 60 triệu có nghĩa là xuất tiền mặt rồi các anh chị. Chứ còn chuyển khoản thì chúng ta thấy là giả thiết sẽ nói chuyển vô đồng. Như vậy tiền mặt tại quỹ ngân hàng giảm xuống, chúng ta ghi bên có 1011, bởi vì chúng ta đã chi hết 60 triệu để mua tài sản cho nên tiền mặt giảm. Thế chỗ này chúng ta sẽ ghi bao nhiêu tiền? Ghi 60 triệu vì chúng ta bỏ ra số tiền chỉ có 60 triệu để mua tài sản thôi. Và khi ghi cái bút toán nợ 385 có 1011 này thì các anh chị nhớ đồng thời ghi tiếp một cái bút toán ngoại bảng là nhập 951. Đấy, cái tài khoản mà hồi nãy tôi giới thiệu riêng ngoài đó. Nhập 951 60 triệu. Nhập thì nhớ ghi bao nhiêu tiền nha, chứ nhập mà không ghi bao nhiêu tiền chả có ý nghĩa gì hết. Nhập 951 60 triệu khi ngân hàng mua tài sản. Rồi bây giờ mục đích của chúng ta là mua là để làm gì? Để cho thuê chứ không phải mua để dùng, để sử dụng. Cho nên lúc bây giờ khi chúng ta mua xong rồi chúng ta chuyển giao tài sản cho người đi thuê, hay nói cách khác là khi ngân hàng cho thuê. Ngân hàng ở đây là tôi gọi chung nha các anh chị. Thực ra đây là các công ty cho thuê tài chính trực thuộc ngân hàng nó làm đó. Khi ngân hàng cho thuê thì các anh chị ghi làm sao? Chúng ta thấy là chúng ta bắt đầu thực hiện cái hoạt động cho thuê rồi, cho nên không còn theo dõi cái tài sản này trên 385 nữa, mà chúng ta sẽ ghi bên nợ tài khoản 2311 là cho thuê tài chính bằng đồng Việt Nam. Và mình cho ai thuê? Mình cho công ty L thuê. Thì chúng ta mở chi tiết cho công ty L. Ghi nợ 2311 công ty L, trị giá hợp đồng thuê là 66 triệu, cho nên chỗ này phải ghi 66 triệu. Rồi bây giờ ghi có tài khoản nào? Có 385. Nhưng mà chỉ có thể ghi có 385 bao nhiêu thôi chứ gì?
Hồi nãy mình ghi nợ 385 mình ghi có 60 triệu à, thì bây giờ ghi có 385 chỉ có thể ghi 60 triệu thôi chứ không có ghi 66 triệu được. Ghi 60 triệu thôi, có 385 60 triệu bởi vì tài khoản 385 sau khi chuyển giao thì thấp số dư. Ghi nợ 385 60 triệu thì bây giờ chỉ có thể ghi có 60 triệu thôi. Vậy thì nó còn chênh lệch 6 triệu này chúng ta sẽ ghi tiếp vô tài khoản thu nhập của ngân hàng. Chúng ta có tài khoản 79 là thu nhập khác hoặc là các anh chị có thể ghi vô tài khoản 709. 709 là thu khác về hoạt động tín dụng. 709 là thu khác về hoạt động tín dụng, còn 79 đó là thu nhập khác nói chung. Đấy, và cái chênh lệch này coi như ngân hàng được hưởng cho nên ngân hàng ghi vào thu nhập của ngân hàng là 6 triệu. 6 triệu đồng. Nhớ đừng có quên hai cái tài khoản ngoại bảng các anh chị. Hồi nãy mình nhập 951 thì bây giờ khi mình chuyển giao tài sản mình phải xuất 951. Xuất 951 với số tiền đúng bằng cái số hồi nãy chúng ta nhập tức là 60 triệu. Xuất 951 60 triệu và các anh chị sẽ nhập 952. Nhập 952 66 triệu. Thế thì chỗ này chúng ta xuất 951 là 60 triệu, chúng ta nhập 952 66 triệu có được không? Có sai gì không? Ở đây hạch toán đơn các anh chị, không có phải ghi kép cho nên không có đòi hỏi bên xuất của 951 phải bằng với bên nhập của 952. Nó hoàn toàn chúng ta có thể ghi số tiền khác nhau không ảnh hưởng gì hết. Đó là cái tiền cái phần mà chúng ta chuyển giao tài sản cho người đi thuê. Tới đây hết chưa các anh chị? Chưa, người ta còn yêu cầu mình làm gì nữa? Tính và hạch toán cụ thể 2 tháng đầu. 2 tháng đầu chúng ta thu tiền thuê, thu tiền lãi cho nên chưa đủ đâu, còn tiếp tục nữa nè. Tháng thứ nhất. Tháng thứ nhất khi chúng ta thu tiền thuê và tiền lãi chúng ta ghi làm sao? Tháng thứ nhất. Thế bây giờ công ty L này nó có thể nộp tiền mặt vô để nó trả tiền thuê và tiền lãi cho nên mình thu tiền mặt vô thì tiền mặt tại quỹ ngân hàng tăng lên. Ghi nợ tài khoản 1011 ở đây. Rồi bây giờ nếu như công ty L nó không nộp tiền mặt thì nó có thể làm gì? Nó có thể trích từ tài khoản 4211 của công ty L. Nó trích tài khoản tiền gửi, nếu nó không nộp tiền mặt thì nó trả chuyển khoản. Bây giờ chúng ta để đây thì số tiền bao nhiêu chúng ta để đây một tí nữa chúng ta ghi sao. Thế bây giờ nó trả về việc gì? Trả thứ nhất là trả tiền thuê. Thế thì trả tiền thuê chúng ta để bên có 2311 của công ty L. Tiền thuê trả từng định kỳ theo giả thuyết nói là mỗi tháng một lần và chúng ta trả số tiền là 2 triệu 750 ngàn. 2 triệu 750 ngàn là tiền thuê mỗi tháng chúng ta trả một lần. Thế còn cái nội dung thứ hai mà nó phải trả nữa là tiền lãi. Là tiền lãi thì các anh chị không có để bên có 2311, phải để bên có tài khoản 705 là thu lãi cho thuê tài chính. Ở đây tháng nào cũng thu hết cho nên chúng ta không cần hạch toán qua tài khoản 3943. Khi nào một quý thu một lần hoặc là 6 tháng thu một lần chúng ta mới tính trước. Thế còn tháng nào cũng thu hết chúng ta ghi có 705. Tiền lãi bao nhiêu? Lấy cái gì nào? Lấy toàn bộ số tiền mà chúng ta đã ký kết với khách hàng theo trị giá hợp đồng thuê tài chính là 66 triệu. Nhân cho lãi suất là 1% tháng. Để các anh chị ra bao nhiêu? Ra 660.000 đồng. Phải không? Lấy 66 triệu nhân cho lãi suất là 1% chúng ta ra 660.000 đồng. Thế 660.000 đồng này các anh chị mới cộng với 2 triệu 750.000 để chúng ta ghi bên nợ tài khoản 1011 hoặc là tiền gửi của công ty L đây. Đấy, hai cái khoản bên có này các anh chị cộng chung lại để chúng ta ghi bên nợ.
hai cái đó chúng ta cộng lại chúng ta ghi bên nợ. Như vậy có nghĩa là tháng thứ nhất này công ty L phải trả tiền thuê là 2.750.000, phải trả tiền lãi là 660.000, và hai khoản này nó có thể nộp tiền mặt vô để nó trả, thì chúng ta ghi tăng tiền mặt tại quỹ ở đây, ghi nợ 1011 chỗ này. Còn nếu nó trích từ tài khoản thì chúng ta ghi nợ 4211, và hai cái khoản này đều trả cho ngân hàng. Thế bây giờ đến tháng thứ hai, tháng thứ hai thì ta yêu cầu mình hạch toán hai tháng đầu. Tháng thứ hai thì các anh chị thấy là chúng ta ghi y như vậy đúng không, nó chỉ khác cái gì nè, tháng thứ hai chúng ta vẫn ghi nợ tài khoản 1011 hoặc là 4211 của công ty L. À, ghi có tài khoản gì 2311 của công ty L, và 2311 tháng thứ hai giống y như tháng thứ nhất, tức là tháng nào cũng trả tiền thuê 2.750.000 giống nhau, nhưng mà tiền lãi tháng thứ hai thì khác rồi các anh chị. Tiền lãi tháng thứ hai lúc bây giờ chúng ta trả thì chúng ta thấy là ngân hàng cũng ghi vô tài khoản 705, nhưng mà tiền lãi không giống hồi nãy nữa. Tiền lãi tính bằng cách nào? Lấy 66 triệu trừ cho 2.750.000 là số tiền thuê họ đã trả tháng thứ nhất, ra bao nhiêu chúng ta mới nhân cho lãi suất là 1%. Đấy, như vậy thì tiền lãi tháng thứ hai chúng ta ghi bên có 705 với số tiền là 66 triệu trừ cho 2.750.000 ra bao nhiêu các anh chị mới nhân cho lãi suất, và chúng ta tính ra cái tiền lãi nó ít hơn tháng thứ nhất bởi vì nó giảm rồi. Và hai số này chúng ta cộng lại chúng ta ghi bên nợ của tài khoản tiền mặt hoặc là tiền gửi của công ty L. Đấy là cái nghiệp vụ số 13. Anh chị có thể làm thêm cái nghiệp vụ số 14. Nghiệp vụ số 14, tôi đọc cái nghiệp vụ số 14 để các anh chị nghe thông tin nhé. Số 14 là doanh nghiệp X trả tiền thuê tài sản là 40 triệu, tiền lãi thu hàng tháng là 300 ngàn, theo hợp đồng tín dụng thuê mua đã ký với ngân hàng ngày 23 tháng 4 năm XX bằng tài khoản tiền gửi. Tôi nhắc lại nghiệp vụ số 14 nè, doanh nghiệp X trả tiền thuê tài sản là 40 triệu và tiền lãi thu hàng tháng là 300 ngàn. Ở đây người ta tính sẵn cho mình rồi, mình chỉ học toán thôi. Bây giờ trả bằng gì? Trả bằng tài khoản tiền gửi, vậy thì ghi như sao nè? Cái doanh nghiệp X này nó trả tiền thuê và tài sản là 40 triệu và tiền lãi là 300 ngàn theo hợp đồng tín dụng thuê mua đã ký với ngân hàng và trả bằng tài khoản tiền gửi. Thế thì chỗ này chúng ta thấy là có phải tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp X giảm số dư không? Phải không? Cho nên ghi nợ tài khoản 4211 của doanh nghiệp X bao nhiêu tiền nào? 40 triệu là số tiền thuê mà doanh nghiệp này nó trả, cộng với bao nhiêu nữa? Cộng với 300 ngàn là tiền lãi mà nó trả. 300 ngàn, tức là 0,3 triệu đây. Rồi bây giờ hai khoản này các anh chị phải tách riêng nè. Tiền thuê thì để ở đâu? Để bên có tài khoản 2311 của doanh nghiệp X. Tiền thuê nó giống như mình thu nợ gốc vậy đó. Để bên có tài khoản 2311 của doanh nghiệp X số tiền là 40 triệu. Thế còn tiền lãi ở đây giả thuyết nói là thu hàng tháng, cho nên các anh chị ghi bên có tài khoản 705 thu lãi cho thuê tài chính là 300 ngàn. Rồi các anh chị coi tiếp giùm tôi cái phần cho vay vốn bằng vàng. Để cho vay vốn bằng vàng thì hôm qua chúng ta đã xem cái huy động vốn bằng vàng rồi, bữa nay chúng ta tiếp tục xét cái cho vay vốn bằng vàng. Cho vay vốn bằng vàng thì thông thường các anh chị hình dung là khách hàng vay vàng để làm cái gì?
vay vàng để mua nhà nè, mua đất nè, kinh doanh bất động sản nè. Bây giờ chúng ta có nghe nói vay vàng để kinh doanh vàng không? À, chắc chắn là chúng ta có nghe nói vay vàng để kinh doanh vàng. Thế bây giờ mình vay vàng để kinh doanh vàng nghĩa là mình nên vay vàng lúc giá vàng như thế nào? À, vay để kinh doanh nha các anh chị. Thế có phải là mình lựa lúc nào mà cái giá vàng cao đó, mình vay xong cái mình bán vàng ra, cái mình chờ giá vàng nó giảm xuống mình mua mình trả nợ ngân hàng, phải không? À, ví dụ như vừa rồi các anh chị thấy là giá vàng nó lên 59 triệu lượng. Đấy, ai mà có gan đó lúc bây giờ có thể vay ngân hàng chừng ngàn lượng vàng bán ra, phải không? Bán ra xong cái mình chờ lúc cái giá vàng nó xuống còn có 25-26 triệu lượng nè, tới mình mua vô mình trả nợ ngân hàng. Như vậy lời được nhiêu rồi các anh chị, mỗi lượng kiếm mỗi một lượng vàng kiếm chừng 3 triệu thôi, 2,5 triệu thôi, cái ngàn lượng các anh chị thấy có 2,5 tỷ rồi, phải không? Nhưng mà phải có gan các anh chị, còn nếu không có gan đâu có giàu được đâu. Cho nên chỗ này chúng ta thấy là gì, khách hàng họ có thể vay vàng để kinh doanh vàng chứ không phải vay để mua nhà mua đất ở hay là kinh doanh bất động sản. Vậy thì chỗ này khi ngân hàng huy động vốn bằng vàng của khách hàng để làm gì? Để cho người khác vay. Huy động vàng để cho vay bằng vàng. Nếu mình cho khách hàng vay vàng thì mình cũng mở tài khoản cho vay để theo dõi nợ. Thế bây giờ tài khoản ở đây không phải là 2111 nữa mà là 2141. 2141 là cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng. 2141 cho vay ngắn hạn bằng ngoại tệ và vàng. Tài khoản 2141 này nội dung nó giống y như 2111 cái gì? Tức là nợ đủ tiêu chuẩn rồi nợ cần chú ý gì đó, chúng ta thấy tương tự như cái cho vay thông thường thôi. À, tài khoản 1051 là vàng, hôm qua chúng ta đã gặp rồi nha. Vàng là có số dư nợ ở đây nè. 1051 có số dư nợ. Còn 2141 cũng có số dư nợ luôn. Bây giờ khi chúng ta cho khách hàng vay bằng vàng đó thì chúng ta phải biết cái giá vàng tại thời điểm cho vay là bao nhiêu để tính ra tiền đồng Việt Nam ghi bút toán số 1 ở đây. À, ví dụ như bây giờ mình cho khách hàng vay 100 lượng vàng. Cho khách hàng vay 100 lượng vàng, giá vàng bây giờ là 26 triệu một lượng chẳng hạn. Thì các anh chị sẽ ghi vô đây là 2 tỷ 6 nè, chứ không có ghi 100 lượng vô tài khoản này các anh chị. À, trong tài khoản kế toán là chúng ta không có ghi lượng ghi chỉ mà phải ghi giá trị. Như vậy chỗ này chúng ta ghi nợ 2141 2 tỷ 6. Ghi có 1051 giá trị vàng ở ngân hàng giảm xuống là 2 tỷ 6. Nhưng mà trong hợp đồng tín dụng đó thì mình phải ghi là 100 lượng vàng và mình đưa cho khách hàng 100 lượng vàng chứ không phải đưa tiền. Đó, bởi vì nếu mà đưa tiền đồng Việt Nam thì lúc bây giờ nó là mua bán hay là kinh doanh rồi chứ không phải là vay bằng vàng nữa. Đấy là trường hợp tại thời điểm cho vay. À, ghi nợ tài khoản 2141 ghi có 1051 và chỗ này có ba chấm thì các anh chị hiểu ba chấm này là gì? Ba chấm là còn nữa phải không? Còn nữa có thể là tài khoản nào? Nếu chúng ta cho vay ngắn hạn thì chúng ta ghi nợ 2141. Nếu cho vay trung hạn thì chỗ này là 2151, 2161 là dài hạn, vân vân. Đấy, cho vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn chúng ta đổi số hiệu tài khoản thôi. 2151, 2161. Vậy thì khi chúng ta cho khách hàng vay vốn bằng vàng để chúng ta ghi nợ tài khoản 2141 ghi có 1051 là tại thời điểm phát vay. Bây giờ đến khi thu nợ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là giá vàng thấp hơn thời điểm cho vay. Giá vàng thấp hơn thời điểm cho vay. Tôi ví dụ nha, hồi nãy mình cho vay là 100 lượng vàng, giá vàng tại thời điểm cho vay là 20 26 triệu một lượng. Bây giờ khi chúng ta thu nợ, ví dụ như giá vàng còn có 25 triệu lượng thôi. Bây giờ các anh chị ghi tính rồi mỗi tài khoản này chúng ta ghi bao nhiêu tiền. Tôi nhắc lại cái thông tin nha. Khi chúng ta cho vay đó thì giá vàng là 26 triệu một lượng, chúng ta cho khách hàng vay 100 lượng vàng.
Bây giờ khi chúng ta thu nợ, giá vàng còn có 25 triệu lượng thôi, thấp hơn thời điểm cho vay. Vậy thì lúc bấy giờ khách hàng vẫn phải đem đến ngân hàng 100 lượng vàng để trả nợ, chứ không có đem tiền đồng các anh chị. Nếu mà đem tiền đồng mà thành mua bán vàng là chúng ta sẽ xử lý trong cái phần kinh doanh. Vậy thì chỗ này họ đem đến ngân hàng 100 lượng vàng họ trả nợ, có điều là giá vàng giờ có 20, 25 triệu lượng thôi. Thế thì các anh chị ghi vô mỗi tài khoản này nhiêu tiền? Bây giờ bên nợ 1051 hôm qua chúng ta nói sao, nợ luôn luôn ghi theo giá thực tế. Như vậy bên nợ 1051 là ghi theo giá 25 triệu một lượng. Tức là chỗ này các anh chị ghi 2 tỷ rưỡi đúng không? 25 triệu nhân cho 100 lượng chúng ta ra 2 tỷ rưỡi, 2 tỷ rưỡi chỗ này. Rồi bây giờ họ trả đủ 100 lượng vàng cho nên là tài khoản cho vay phải hết số dư. Vì vậy 2141 hồi nãy chúng ta ghi 2 tỷ 6 bên nợ ở đây nè. Thế bây giờ mình thu nợ thì tài khoản này hết số dư rồi, cho nên ghi bên có 2141 là phải ghi 2 tỷ 6. Tức là ghi theo giá tại thời điểm cho vay. À, bên có 2141 chúng ta ghi 2 tỷ 6. Bây giờ bên nợ 1051 ghi theo giá 2 tỷ rưỡi, giá 25 triệu tức là 2 tỷ rưỡi. Như vậy phát sinh chênh lệch 100 triệu đây các anh chị sẽ ghi vô tài khoản 632 là chênh lệch giá vàng. À, 632 chênh lệch giá vàng 100 triệu. Hoặc là chúng ta ghi vô tài khoản 822 là chi về hoạt động kinh doanh vàng. Chi về hoạt động kinh doanh vàng. Đấy là trường hợp thứ nhất, giá vàng thấp hơn thời điểm cho vay. Bây giờ trường hợp thứ hai ngược lại, giá vàng cao hơn thời điểm cho vay. Nếu mà giá vàng cao hơn thời điểm cho vay, ví dụ bây giờ giá vàng là 27 triệu một lượng. Thế thì khách hàng vẫn trả đủ cho chúng ta 100 lượng vàng. Có điều là giá vàng giờ 27 triệu chứ không phải 26 triệu nữa. Vậy thì các anh chị thấy cái sơ đồ tiếp theo nó ngược với hồi nãy, là chúng ta ghi hai có một nợ. Phải không ạ? Hai có một nợ, còn hồi nãy là một hai hai nợ một có, chúng ta thấy ngược với hồi nãy. Thế bây giờ bên nợ 1051 ghi nhiêu tiền đây? Giá vàng giờ là 27 triệu. Vậy chỗ này chúng ta ghi 2 tỷ 7 tức là ghi theo giá thực tế. À, bên nợ 1051 ghi 2 tỷ 7 ghi theo giá thực tế 27 triệu lượng. Bên có 2141 là ghi đúng theo cái giá tại thời điểm cho vay, tức là ghi theo giá 26 triệu hay là ghi 2 tỷ 6 ở đây. Và tài khoản 2141 hết số dư sau khi chúng ta thu đủ 100 lượng vàng. Đây hồi nãy ghi bên nợ nhiêu giờ ghi bên có bấy nhiêu. Thế bây giờ phát sinh cái chênh lệch 100 triệu này, các anh chị sẽ chuyển vô tài khoản 722 là thu về hoạt động kinh doanh vàng, hoặc là 632 là chênh lệch giá vàng. Như vậy thì ở đây ngân hàng có thể phát sinh thu nhập hoặc là chi phí tùy theo cái giá vàng nó biến động như thế nào, nhưng chưa có phải là tiền lãi nha các anh chị. Cái này là do sự biến động về giá vàng mà nó phát sinh cái chênh lệch đó, chứ chưa phải là tiền lãi. Để chúng ta tính coi cái tiền lãi sẽ thu và hạch toán như thế nào. Đấy là thu nợ gốc thôi đó. Bây giờ thu lãi nè. Bây giờ chúng ta sẽ xem coi thu lãi, tính lãi như thế nào đây. Thứ nhất là các anh chị sẽ tính lãi theo cái công thức tính lãi. Tính lãi như sao? Tính lãi bằng cách là lấy số lượng vàng cho vay. Số lượng vàng cho vay nhân cho giá vàng tại thời điểm thu lãi. À, giá vàng tại thời điểm thu lãi nhân cho lãi suất nhân cho kỳ hạn. Nhân cho kỳ hạn. Đấy, lấy số lượng vàng cho vay nhân cho giá vàng tại thời điểm thu lãi nhân cho lãi suất nhân cho kỳ hạn. Thì chắc chắn là các anh chị tính cái này sẽ ra tiền đồng Việt Nam, phải không? Bởi vì lấy số lượng vàng mà nhân cho giá vàng nhân cho lãi suất nhân cho kỳ hạn thì ra tiền đồng Việt Nam. Ừ.
và khách hàng trả lãi vay bằng đồng Việt Nam. Khách hàng là trả lãi vay bằng đồng Việt Nam, nhưng mà nợ gốc là phải trả bằng vàng nha các anh chị. À, còn nếu mà nợ gốc mà họ nộp tiền đồng Việt Nam vô họ trả nó, thì lúc bây giờ coi như họ mua vàng của ngân hàng để họ trả nợ. Và nếu họ mua vàng thì ngân hàng lại bán vàng, chúng ta lại học toán qua kinh doanh vàng, chúng ta sẽ học sau cái phần đó. Vậy chỗ này tiền lãi đó thì khách hàng trả bằng tiền đồng. Vì sao? Vì cái tiền lãi đó chúng ta tính ra vàng đó thì ít có khi nào nó chẵn đó. Ví dụ như bây giờ các anh chị tính ra tiền lãi là 2 lượng 7 chỉ 5 phân 3 ly. Thế bây giờ làm sao ngân hàng thu được 2 lượng 7 chỉ 5 phân 3 ly vàng đây? Cho nên thu bằng tiền đồng Việt Nam. Mà đã thu lãi bằng tiền đồng Việt Nam thì học toán tương tự như là thu lãi vay bằng đồng Việt Nam. Vậy thì ghi nợ tài khoản nào đây? Ví dụ như họ nộp tiền mặt để họ trả lãi thì các anh chị có phải là ghi nợ tài khoản 1011 không? Tiền mặt tại quỹ tăng lên nè. Rồi ghi có tài khoản nào ạ? Thu lãi vay. Thu bằng vàng. À, thu lãi cho vay bằng vàng nhưng thu bằng tiền đồng Việt Nam, thế thì chúng ta vẫn sử dụng tài khoản 702 là thu lãi tiền vay, ghi bên có 702. Bây giờ trường hợp nếu như mà các anh chị có dự thu đó, có tính trước rồi đó, thì chúng ta có thể dùng thêm tài khoản 3942. Các anh chị nhớ hôm qua chúng ta có 3941 không? 3941 là lãi phải thu đối với cho vay bằng đồng Việt Nam, còn 3942 là lãi phải thu đối với cho vay bằng vàng. À, như vậy trường hợp này chúng ta thấy là gì? Chúng ta ghi bên có 702 nếu thu hàng tháng, còn nếu đã dự thu thì các anh chị ghi có 3942 chứ không phải 3941 nha. 3942. Đấy là cái cách tính lãi và hạch toán tương tự như là cho vay bằng đồng Việt Nam. Thế bây giờ chúng ta lấy cái ví dụ nha các anh chị, chứ không thôi nói không nhiều khi các anh chị không có hiểu dễ bằng làm ví dụ. Ví dụ đi. À, ví dụ như bây giờ chúng ta cho khách hàng A vay. À, ngân hàng cho khách hàng A vay 300 lượng vàng. À, 300 lượng vàng PNG chẳng hạn. À, kỳ hạn là 2 tháng thì ví dụ cho vay ngắn ngắn thôi để tính dễ, 2 tháng 3 tháng gì kênh gì cũng biết tính, nếu mình biết tính là mình tính được thôi. Kỳ hạn là 2 tháng hay là theo hợp đồng là vay 2 tháng, trả nợ gốc khi trả lãi khi trả nợ gốc. Chừng nào trả lãi thì trả nợ luôn. Cùng một thời điểm khi hết hạn vay, đó là trả lãi và trả nợ cùng 2 tháng sau. À, giả sử như là lãi suất cho vay bằng vàng thì ngân hàng áp dụng ở mức là 3% năm. 3% năm. Lãi suất cho vay bằng vàng ngân hàng áp dụng ở mức 3% năm. Giả sử giá vàng biến động như sau. Khi cho vay, tại thời điểm cho vay đó thì giá vàng là, bây giờ chúng ta giả sử ngược lại nha các anh chị, giá vàng giảm dần nha, hôm qua chúng ta làm tăng dần rồi. Ví dụ khi cho vay giá vàng 29 triệu lượng. Tháng thứ nhất khi tính lãi dự thu. Tháng thứ nhất chứ không phải tháng 1 đâu các anh chị, tháng thứ nhất khi dự thu lãi, khi dự thu lãi thì giá vàng lúc bấy giờ là 28 triệu tư một lượng. Giá vàng là 28 triệu tư một lượng. Tháng thứ hai, tháng thứ hai khi thu nợ và đồng thời thu lãi luôn đó thì giá vàng lúc bây giờ là 27 triệu 6 một lượng. Giá vàng là 27 triệu 6 một lượng. Khách hàng vay bằng vàng trả nợ bằng vàng. À, vay vàng trả nợ bằng vàng. Riêng tiền lãi thì trả bằng tiền mặt
đồng Việt Nam, vay bằng vàng, trả nợ bằng vàng, nhưng mà riêng lãi thì trả bằng tiền mặt đồng Việt Nam. Rồi bây giờ mình xử lý cái, xử lý kế toán này nè. Tất nhiên là phải tính trước rồi mới ra số tiền, mới biết ghi nợ ghi có. Tôi nhắc lại thông tin nha. Ngân hàng chúng ta cho khách hàng A vay 300 lượng vàng PNG. Thời hạn vay là 2 tháng. Trả lãi khi trả nợ gốc. Lãi suất là 3% năm. Khi ngân hàng cho vay thì giá vàng là 29 triệu một lượng. Tháng thứ nhất ngân hàng dự thu lãi với cái giá vàng tại thời điểm này là 28,4 triệu một lượng. Tháng thứ hai khi ngân hàng dự thu lãi tháng thứ hai đồng thời cũng là thời điểm khách hàng trả nợ luôn thì giá vàng là 27 triệu 6 một lượng. Ngân hàng phát vay bằng vàng, thu nợ bằng vàng, riêng tiền lãi thì khách hàng trả bằng tiền mặt đồng Việt Nam. Bây giờ khi mình cho khách hàng vay mình ghi như sao nè? À, khi cho vay này tôi ghi từng cái đoạn một nha các anh chị. À, khi ngân hàng cho vay tôi ghi tắt là khi cho vay thì ngân hàng nó sẽ ghi nợ tài khoản gì 2141 phải không, cho vay ngắn hạn mà. À, cho vay ngắn hạn ghi nợ 2141 mở chi tiết là 2 tháng, mình cho khách hàng vay có 2 tháng thôi, và chỗ này cho khách hàng A vay thì chúng ta mở chi tiết là khách hàng A. Phát vay bằng vàng cho nên giá trị vàng ở ngân hàng giảm xuống phải không? Ghi có 1051. Giá trị vàng ở ngân hàng giảm xuống. Giờ ghi nhiêu tiền đây các anh chị? Lấy số lượng vàng cho vay là 300 lượng nhân cho giá vàng tại thời điểm cho vay là 20 29 triệu lượng. Phải không? Ai cũng tính ra được số này rồi. Anh chị phải bấm máy nha, tôi không có bấm máy nha. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Tháng thứ nhất khi ngân hàng dự thu lãi. Tháng Tức là bằng 8 tỷ 7 bao nhiêu ạ? 300 nhân 29 là 8 tỷ 7 luôn. 8 tỷ 7 tôi ghi là 8.700 triệu đồng đúng không? Phải không? 8 tỷ 7 tức là 8.700 gì nữa? Triệu đồng, đơn vị là triệu đồng. Rồi ok. Tiếp tục tháng thứ nhất nè. À, tháng thứ nhất khi ngân hàng dự thu lãi, các anh chị ghi làm sao? Là 3943 luôn. 3942 vậy. 3942 của ta. 42. 43 là khi nào cho thuê tài chính. 702, số tiền lãi bây giờ là bao nhiêu? Lấy 300 lượng nhân cho giá là bao nhiêu các anh chị? 28,4. Đúng rồi, bằng bao nhiêu nào? Nhân cho lãi suất nữa các anh chị. Lãi suất là 3% năm đổi ra phần trăm tháng bằng cách chia cho 10, 12. À, lấy số lượng vàng nhân cho giá vàng nhân cho lãi suất nhân cho kỳ hạn. 300 nhân cho 28,4 triệu nhân cho 3% chia cho 12. Nhớ phần trăm nha các anh chị, quên cái phần trăm cái là 24,3 triệu. Rồi hy vọng là các anh chị tính đúng nha. 24,3 triệu. Bây giờ tháng thứ hai. Tháng thứ hai chúng ta học toán y vậy, tức là vẫn ghi nợ tài khoản 3942. Đây, ghi có tài khoản 702 nhưng tiền lãi lúc bây giờ là bao nhiêu? 300 lượng vàng nhân cho giá vàng tháng thứ hai là 27 triệu 6. 27 triệu 6 nhân cho lãi suất là 3% năm chia cho 12 tháng để ra phần trăm tháng ra bao nhiêu đây?
chúng ta ghi nhận hai cái số đó nha. Bây giờ tiếp tục nè, tháng thứ hai đồng thời cũng là lúc khách hàng làm gì đây, trả nợ gốc phải không? À, cho nên khi khách hàng trả nợ gốc trước đi nha, tiền lãi tính sao? Khi khách hàng trả nợ gốc tức là trả 300 lượng vàng đó. Thế bây giờ chúng ta thấy là gì? Họ đem vàng vô, họ nộp vô ngân hàng, cho nên giá trị vàng của ngân hàng tăng lên phải không? Ghi nợ tài khoản 1051. Ghi bao nhiêu tiền đây Tiền Giang? Tính thử coi ạ. À, lấy 300 lượng nhân cho giá thực tế, giá thực tế giờ là nhiêu? $27,600, đúng không? Giá tại cái tháng thứ hai. Tiền Giang tính ra nhiêu, đọc cho tôi ghi cho nào. Bao nhiêu ạ? Dạ 8,280,000,000 con. 8,280,000,000. Rồi, chúng ta lấy đơn vị là triệu đồng thì anh chị là 8,280. Bây giờ chúng ta thấy là khách hàng nộp bao nhiêu vàng đây để trả nợ đây, 300 lượng vàng. Thế mình thấy tài khoản 2141 của chúng ta sẽ hết số dư, đúng không? Hồi nãy mình cho qua mình ghi nợ, bây giờ mình thu nợ, mình ghi bên có 2141. Kỳ hạn 2 tháng của khách hàng A hay B gì đó hồi nãy đó. Khách hàng A ha, khách hàng A. Ghi bao nhiêu? Ghi đúng với số tiền hồi nãy mình cho vay, tức là ghi theo giá tại thời điểm cho vay hồi nãy anh chị tính ra 8,700 triệu đồng. Thế thì nếu mà các anh chị ghi bên có 2141 là 8,700, mà ghi bên nợ của 1051 là 8,200 thì mình thấy chưa có đúng nguyên tắc kế toán kép, đúng không? À, cho nên bây giờ phải thêm cái thứ hai là gì các anh chị? Thêm nợ hay thêm có đây? Chắc chắn là phải thêm nợ rồi, phải không ạ? À, thêm bên nợ tài khoản 632 trên lệch giá vàng, hoặc là 822 cái phần trên lệch chúng ta trừ ra. Các anh chị lấy 8,700 nè, các anh chị trừ cho 8,280, đó ra cái phần trên lệch. Đây là nợ gốc nha. Bây giờ đến tiền lãi. Đấy là mới trả nợ gốc đó, bây giờ trả lãi nè. Trước tiên là các anh chị tính cái tiền lãi cho khách hàng trả là bao nhiêu cái đã. Khách hàng phải trả tiền lãi là bao nhiêu? Chúng ta lấy số lượng vàng cho vay là 300 lượng nhân cho giá vàng tại thời điểm thu lãi là 27,6 triệu, nhân cho lãi suất là 3% năm, đổi ra phần trăm tháng chia cho 12, nhân cho kỳ hạn là 2 tháng bởi vì họ trả lãi khi trả nợ gốc, đúng không? Đây là lãi thực thu này các anh chị, lãi mà mình phải thu của khách hàng. Rồi bây giờ các anh chị bấm máy nhìn tôi coi ra như là Tiền Giang, bấm máy giùm đi ạ. Tiền Giang nói ít bị ồn hơn là Đắk Lắk. Dạ 41,4 con. 41,4 triệu đồng. Rồi bây giờ các anh chị muốn biết hợp toán ra làm sao đó thì các anh chị vẽ giùm tôi cái chữ T của 3942. Các anh chị xem coi mình đã tính trước ở đó nó là bao nhiêu rồi. 3942 thay vì 3941 là đồng Việt Nam. Đó là mình đã ghi bên có 702, ghi bên nợ 3942 mấy lần rồi các anh chị? Hai lần phải không? Lần thứ nhất là 21,3, à, tháng thứ nhất chúng ta dự thu lãi đó. Tháng thứ hai là dự thu là bao nhiêu? Là 20,7. Thế thì chỗ này các anh chị thấy là 3942 đang dư nợ là bao nhiêu? Là 42. Ở đây chẳng phải là 42 chẳng này.
3942 đang dư nợ là 42. Rồi bây giờ chúng ta tính cái lãi thực tế mình thu của khách hàng là nhiêu, là có 41,4 thôi chứ không phải 42. Do đâu? Do giá vàng giảm. Do giá vàng giảm cho nên lãi dự thu lớn hơn lãi thực thu. Vì giá vàng giảm cho nên lãi dự thu, lãi mình tính trước là lớn hơn lãi thực thu. Thế bây giờ các anh chị phải ghi sao đây? Chúng ta chỉ có thể ghi bên có của 3942 là nhiêu? Là 42 thì nó mới hết số dư, chứ còn không nó còn số dư hoài sao được các anh chị? Phải không? Chỗ này mình cộng nó ra 42 nè. À, vậy thì các anh chị xem coi chúng ta sẽ định khoản chỗ này sao. Khách hàng trả lãi vay bằng tiền mặt, phải không ạ? Cho nên tiền mặt tại quỹ ngân hàng tăng lên, ghi nợ tài khoản 1011, tiền mặt tại quỹ tăng lên. Tăng bao nhiêu thôi? Tăng 41,4 thôi, phải không? Bởi vì lãi tính theo cái giá tại thời điểm thực tế khách hàng trả lãi, cho nên là họ trả lãi có 41,4 thôi. Thế bây giờ 43942 nó đang có số dư nợ tới 42 lận, mà muốn cho nó hết số dư thì các anh chị phải ghi bên có. À, bây giờ chúng ta ghi có 3942. 3942. Ghi có 3942 chỗ này 42. Thì các anh chị thấy điều gì xảy ra? Nó chưa đúng nguyên tắc kế toán kép. Bên nợ với bên có chưa bằng nhau, cho nên bây giờ phải thêm cái nợ thứ hai nè. Tôi thêm trên này nha. Chúng ta phải thêm cái nợ thứ hai nữa. Nợ tài khoản nào đây? Các anh chị chỗ này mà các anh chị ghi nợ tài khoản nào đúng là các anh chị giỏi lắm. Nợ cái gì? Hồi trước mình ghi bên có 3942, mình ghi bên nợ tài khoản gì? 7, ghi nợ tài khoản 3942 ghi có 702. Phải không ạ? Mình ghi vô thu nhập lãi vay thì bây giờ mình phải ghi ngược lại để làm giảm thu nhập lãi vay, tức là ghi nợ 702. À, cái phần chênh lệch ở đây là 42 mà chúng ta trừ cho 41,4, tức là ra 0,6 này. Đúng không? Đó, như vậy các anh chị thấy là cái gì? Cái thu lãi vay của chúng ta hồi trước chúng ta ghi bên có 702 đến 42 lần, bởi vì tương ứng với cái bút toán gì các anh chị? Các anh chị ghi nợ 3942, tức là ghi có 702 số 1 nè. Rồi số 2 mình ghi nợ 3942 ghi có 702 nữa, có nghĩa là mình ghi bên có 702 đến 42 là lãi mình dự thu, nhưng bây giờ thực tế mình thu có nhiêu? Có 41,1,4 thôi, cho nên mình phải ghi ngược lại để làm giảm thu nhập lãi vay là 0,6. Đó. Rồi như vậy thì cái bài giải hồi nãy các anh chị hiểu cái cách làm rồi ha. Bây giờ cái phần cho vay vốn bằng đồng Việt Nam đảm bảo cho giá vàng đó thì các anh chị tự đọc tài liệu đi. Thôi cô. Rồi xin mời nói ạ. À, Việt Giang xin hỏi giờ cái trong cái sách thì cái mấy cái loại khoản học nó để rõ là dư nợ hay dư có cô? Đúng, giống rồi. Như cái bảng tài khoản của mình á, giờ rồi. cô nói cho để biết ví dụ như loại nào á thì dư bên nợ, loại nào dư bên có để biết không cô? Rồi, tức là nguyên hệ thống tài khoản luôn phải không ạ? Dạ đúng rồi, ví dụ như cái tài khoản kế toán á thì loại 1, loại 3 dư bên nợ, loại 2, loại 4 dư có, thì giờ cô nói giống dạng vậy á để tôi biết không cô? Rồi, ok. Dễ thôi, bây giờ các anh chị mở cái hệ thống tài khoản ra đi rồi tôi sẽ nói để cho các anh chị biết các anh chị ghi cái nào dư nợ, cái nào dư có. Cái đó là đáng lẽ một cái bài tập mà mình phải tự làm đó, tuy nhiên làm không biết đúng hay sai nữa mà, cho nên cần tôi sửa. Thì bây giờ các anh chị mở cái hệ thống tài khoản ra đi ạ. Mọi người có hệ thống tài khoản, có cái tài liệu hết không? Sách nào cũng có hệ thống tài khoản hết. Trang mấy thì cô? Nếu mà sách lý thuyết bài tập đó thì là trang 229. 229. Ở phía sau tài liệu. Cái phần phụ lục đó cái gì? Phụ lục hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng trang 229. Dạ thấy rồi cô. Rồi chưa? Sách này là thấy rồi. Rồi bây giờ chúng ta sửa này nha. Loại 1 vốn khả dụng và các khoản đầu tư.
Thì loại này đó các anh chị thấy là không, chúng ta không thể nói là luôn luôn dư nợ hết. Ở bên ngân hàng nó không giống như bên doanh nghiệp, tức là không phải là luôn luôn dư nợ trong một loại, mà chúng ta phải đọc coi nó phản ánh nguồn vốn hay là sử dụng vốn. Tài khoản nào phản ánh nguồn vốn thì có số dư, có phản ánh sử dụng vốn có số dư nợ, và theo cái nguyên tắc đó. Thế thì tài khoản số 10 là tiền mặt chứng từ có giá trị ngoại tệ kim loại quý đá quý dư gì các anh chị? Dư nợ, đúng không? Dư nợ, bởi vì tiền mặt là tài sản của ngân hàng hay là một cách sử dụng vốn, thay vì mình mang mình đi cho vay mình để tiền mặt tại quỹ. Như vậy tiền mặt chứng từ có giá trị ngoại tệ kim loại quý đá quý dư nợ tài khoản số 10. Tài khoản số 11 tiền gửi ngân hàng nhà nước dư nợ luôn. Tiền gửi ngân hàng nhà nước dư nợ luôn, số 11. Số 12 đầu tư tín phiếu chính phủ và các giấy tờ có giá ngắn hạn đủ điều kiện để tái chiết khấu với ngân hàng nhà nước. Thế thì số 12 đó là đầu tư vào tín phiếu chính phủ cũng là một cách sử dụng vốn của ngân hàng dư nợ, nhưng mà riêng ở trong cái 12 thì nó có tài khoản 129. 129 là dự phòng giảm giá. Như vậy tất cả những tài khoản nào mà có cái tên bắt đầu bằng dự phòng là luôn luôn như có. Như vậy thì trong 12 các anh chị thấy là 121, 122, 123 là dư nợ, nhưng mà 129 là dư có. Tiếp tục chúng ta có tài khoản 13 tiền vàng gửi tại tổ chức tín dụng khác. Thế thì cũng vậy, phản ánh tài sản của ngân hàng, chúng ta thấy nguyên tài khoản số 13 là dư nợ hết. 13 dư nợ. 14 chứng khoán kinh doanh. Chứng khoán kinh doanh thì các anh chị hiểu chứng khoán chúng ta mua vào bán ra nhằm mục đích hưởng trên lệch giá. Như vậy chỗ này chứng khoán kinh doanh cũng là một cách sử dụng vốn của ngân hàng. Cho nên là dư nợ hết, nhưng mà riêng cái 149 dự phòng giảm giá chứng khoán là dư có. Tức là 141, 142, 148 dư nợ, 149 dư có. 15 chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán cũng vậy, 151 cho đến 157 là dư nợ, 159 là dư có. 159 là dự phòng đó, dư có. 16 chứng khoán đầu tư giữ đến ngày đáo hạn cũng luôn luôn dư nợ, trừ 169 là dư có. Như vậy các anh chị phân biệt chứng khoán đầu tư hay là chứng khoán kinh doanh là do cái mục đích mong muốn của ngân hàng. Nếu nó mong muốn là mua vào bán ra để hưởng trên lệch giá thì chúng sẽ xếp vào chứng khoán kinh doanh. Còn trường hợp nếu nó mua với ý đồ là nó giữ lâu dài, nó hưởng những cái quyền lợi của cái người mua chứng khoán đó thì chúng ta xếp nó vào chứng khoán đầu tư. Loại 2 hoạt động tín dụng. Tài khoản 20 là cho vay các tổ chức tín dụng khác đó, thì các anh chị thấy là cho vay là luôn luôn dư nợ rồi. Nhưng mà thay vì mình cho khách hàng vay, mình có thể cho các ngân hàng khác vay, hay chúng ta gọi chung là cho các tổ chức tín dụng khác vay. Từ 20, 2001, 2002, 2003, 2005 là dư nợ, nhưng mà 2009 là dự phòng rủi ro thì là dư có. 2009 dự phòng dư có. 21 cho vay các tổ chức kinh tế cá nhân trong nước cũng vậy, từ 2011 cho đến 2016 dư nợ, 2019 dư có. 22 chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá cũng vậy, 221 dư nợ, 222 dư nợ, 229 dư có. 23 cho thuê tài chính, 231, 232 dư nợ, 239 dư có. Để cái nào mình thấy có dự phòng là luôn luôn dư có rồi. 24 bảo lãnh. Bảo lãnh tức là chúng ta bảo lãnh cho khách hàng đó. Thế thì 241, 242 dư nợ, 249 dư có. Bảo lãnh thì cũng có rủi ro cái gì, bởi vì nếu mình bảo lãnh mà cái người đi vay họ không trả nợ thì mình phải trả nợ thay, cho nên là có rủi ro. 25 cho vay bằng vốn tài trợ ủy thác đầu tư cũng vậy, từ 251 cho đến 256 là dư nợ, 259 dư có. 26 tín dụng đối với các tổ chức cá nhân nước ngoài, từ 261 đến 268 là dư nợ, 269 là dư có.
27 tương tự từ 271 đến 275 dư nợ 279 dư có. 28 cũng vậy, 281 cho đến 285 dư nợ 289 dư có. 29, 291, 292, 293 dư nợ 299 dư có. Tức là dự phòng và dư có nha, cái loại 2 nó ổn rồi. Loại 3, tài sản cố định và tài sản có khác. 30 là tài sản cố định thì ở đây chúng ta chưa có nói dư nợ được hết vì trong đây nó có tài khoản 305 là hao mòn tài sản cố định. 301, 302, 303, 304 dư nợ. Nhưng mà 305 hao mòn tài sản cố định là dư có. 31 tài sản khác dư nợ hết. Bởi vì tài sản của ngân hàng thì chúng ta thấy là nó là phản ánh cái sử dụng vốn đó, chúng ta thấy nó có số dư nợ. 32 xây dựng cơ bản mua sắm tài sản cố định dư nợ luôn. 34 góp vốn đầu tư dài hạn từ 341 cho đến 348 là dư nợ. Nhưng mà 349 dự phòng giảm giá thì dư có. 35 các khoản phải thu bên ngoài dư nợ hết. 36 các khoản phải thu nội bộ dư nợ luôn. 38 tài sản có khác dư nợ luôn. 39 lãi và phí phải thu dư nợ trừ 399 dự phòng rủi ro là dư có. 399 dự phòng rủi ro lại phải thu dư có. Loại 4 các khoản phải trả. 40 các khoản nợ chính phủ và ngân hàng nhà nước. Từ 40 thì chúng ta thấy là dư gì các anh chị? Nợ chính phủ và ngân hàng nhà nước, tức là mình đi vay của ngân hàng nhà nước hay là kho bạc nhà nước đem tiền gửi ở ngân hàng mình, tức là hình thành nguồn vốn của ngân hàng chúng ta, cho nên là 40 là dư có. 40 dư có. 41 các khoản nợ tổ chức tín dụng khác cũng vậy, dư có luôn. Tức là mình có thể vay ngân hàng khác hoặc là tổ chức tín dụng khác nó đem tiền để gửi ở ngân hàng mình. 42 tiền gửi của khách hàng dư có luôn. 43 tổ chức tín dụng phát hành giấy tờ có giá. Thì ở đây chúng ta thấy là tất cả những cái tài khoản 43 đó trừ hai cái tài khoản 432 và 434 chiết khấu đó là dư nợ, còn lại như dư có hết. 431 dư có, 432 là chiết khấu thì dư nợ. 433 phụ trội dư có, 434 dư có, 435 chiết khấu là dư có. Hai cái tài khoản chiết khấu giấy tờ có giá bằng đồng Việt Nam và bằng ngoại tệ đó là dư nợ, còn như dư có hết trong cái 43. 44 vốn tài trợ ủy thác đầu tư cho vay dư có. 45 các khoản phải trả bên ngoài. 45 thì chúng ta thấy có cái tài khoản 4534 đó. 4534 là thuế thu nhập doanh nghiệp đó, là có thể dư nợ dư có. 4534 dư nợ dư có, thế còn lại là dư có hết. Nguyên cái nhóm 45 thì dư có hết, nhưng mà riêng cái 4534 thì có thể dư nợ, có thể dư có. 46 các khoản phải trả nội bộ dư có luôn. 47 các giao dịch ngoại hối dư nợ dư có. Cô ơi, cô nói lại cái 45 đi cô. 45 chúng ta có 4534. 4534 là thuế thu nhập doanh nghiệp đó, thì có thể dư nợ, có thể dư có. Bởi vì một bên mình ghi thuế tạm nộp, còn bên mình ghi thuế phải nộp, cho nên nó có thể chênh lệch cái nha. À, còn lại thì 45 các tài khoản khác là dư có hết. Vậy 40 vậy bên nào là cái gì 4534 á cô, à, như tạm nộp á thì ghi bên nọ hay bên đó cô, bên nợ phải còn cái nợ, phải nộp là bên nọ hay bên đó cô? phải nộp ghi bên có, tạm nộp ghi bên nợ, phải nộp ghi bên có, cho nên là có khi nó chênh lệch. Mai mốt chúng ta sẽ đến cái phần thuế thu nhập doanh nghiệp thì tôi giải thích kỹ cho. Đó, bây giờ các anh chị ghi tạm đó, còn mai mốt chúng ta gặp tài khoản nào thì tôi giải thích.
Như vậy tôi nhắc lại 45 là chúng ta có 4, 5, 3, 4 là dư nợ dư có, còn lại là dư có hết. 46 dư có luôn. 47 là giao dịch ngoại hối thì có khi dư nợ, có khi dư có. 48 tài sản nợ khác dư có. 49 lãi và phí phải trả dư có luôn. Loại 5 hoạt động thanh toán dư nợ dư có. Khi nào mà các anh chị thấy bắt đầu bằng số 5 đó, là có khi dư nợ, có khi dư có. Cho nên chúng ta bỏ qua cái loại 5, có khi Rồi, dư. Sao ạ? cái 48, cái chỗ 489 đó cô, là dự phòng 48 thì như nọ không cô? dư có, dự phòng đó. À, là có luôn Dư vậy. có hết, nguyên cái 48 dư có. Được chưa, kịp chưa? Loại 5 là chúng ta nhớ là dư nợ dư có nha. Loại 6, nguồn vốn chủ sở hữu. Thì chúng ta đọc ở trong đây chứ chưa có nói dư có hết được cho anh chị, bởi vì trong đó nó có nhiều tài khoản mà chúng ta thấy có khi có hai số dư nè. 60, vốn của tổ chức tín dụng là chắc chắn dư có rồi. 61, quỹ của tổ chức tín dụng dư có luôn. 62, quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi dư có. Nhưng mà 63 thì sao? 63 trên là tỷ giá hối đoái vàng bạc đá quý dư nợ dư có. Cái nào mà bắt đầu bằng hai chữ trên lệch đó là cái anh chị thấy có khi dư nợ, có khi dư có. À, bởi vì giá vàng ngoại tệ có khi nó tăng, có khi nó giảm. 64 trên là đánh giá lại tài sản dư nợ dư có. 65 cổ phiếu ưu đãi dư có. 69 lợi nhuận chưa phân phối dư nợ dư có. Có khi lãi, có khi lỗ các anh chị. Lợi nhuận có khi âm, có khi dương, cho nên chỗ này dư nợ dư có. Bây giờ đến loại 7, thu nhập. Tất cả các tài khoản loại 7 luôn luôn dư có. Cho nên mình khỏe được cái loại này. Khi nào mà thấy bắt đầu bằng số 7 là luôn luôn dư có. Loại 8 là chi phí luôn luôn dư nợ. Tất cả các tài khoản bắt đầu bằng số 8, từ 80 cho đến 89 luôn luôn dư nợ. Loại 9 là các tài khoản ngoài bảng cân đối kế toán. Thì không có dư nợ dư có gì hết mà số còn lại thôi, bởi vì hạch toán đơn mà nhập xuất mà, cho nên là loại 9 là chỉ có số còn lại thôi, không có dư nợ dư có gì hết. Rồi, thế các anh chị thấy cái hệ thống tài khoản nó rất rất là dài đúng không nè? Và có nhiều người học và xong môn này nhưng mà chưa có dịp một lần đọc hết hệ thống tài khoản. Cho nên là các anh chị chịu khó về có thời gian thì chúng ta đọc cái hệ thống tài khoản để chúng ta biết cho cái tài khoản này nó mở để làm gì, tài khoản kia mở để làm gì, theo dõi những cái hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Rồi bây giờ được chưa? Chúng ta có hỏi chỗ nào nữa không ạ? Như vậy tới đây chúng ta sẽ kết thúc cái chương tín dụng nha các anh chị. Và tôi nói tóm lại là trong cái chương tín dụng hay là cho vay đó thì các anh chị phải nắm cho được các cái trường hợp chúng ta phát tiền vay cho khách hàng nè, chúng ta thu nợ nè, chúng ta chuyển sang các khoản nợ quá hạn nè, rồi chúng ta thu lãi nè. Đấy, các cái phương thức cho vay khác nhau, cho vay theo món hay là cho vay từng lần, chiết khấu giấy tờ có giá, rồi là cho thuê tài chính, rồi cho vay bằng vàng, cho vay bằng đồng Việt Nam đảm bảo theo giá vàng. Đấy, những cái đó thì các anh chị đọc thêm để tôi giới thiệu những cái cơ bản rồi chúng ta suy luận ra những cái còn lại. Bây giờ trong chương cho vay các anh chị xem tôi có cần hỏi thêm gì không? Nếu không hỏi thì chúng ta qua cái khác. Có thì các anh chị hỏi liền. Ví dụ bây giờ thử cái trường hợp về coi các anh chị nhớ bài không? Các anh chị học toán được không? Ví dụ như bây giờ có cái giả thuyết như thế này, các anh chị làm sao? Ví dụ bây giờ tôi nói là thu nợ cho vay quá hạn 250 ngày của công ty N. Các anh chị ghi sao? Bằng tiền mặt đi. Thu bằng tiền mặt. Thu nợ cho vay quá hạn
quá hạn 250.000, tức là không phải thu nợ cho vay bình thường mà nợ cho vay quá hạn 250.000 mình thu của công ty N, thu của công ty N, thu bằng tiền mặt. Các anh chị ghi sao? Suy luận này các anh chị dễ, là mình chỉ nắm một số tài khoản cơ bản thôi. Tài khoản tiền mặt thì có số dư bên nào? Dư nợ, đúng không? Dư nợ vậy mình thu vô thì có phải tiền mặt tại quỹ ngân hàng tăng không? Chúng ta ghi nợ tài khoản 1011 nè. Rồi bây giờ vấn đề còn lại là gì? Thu nợ mà nợ quá hạn kia, chứ không phải nợ bình thường, mà quá hạn từ 200, quá hạn 250 50 ngày, chúng ta để trên tài khoản nào? Xếp vào loại nợ gì còn nhớ không? Nhắc lại mấy cái chuẩn nè. Nếu mà nợ trong hạn đó, chúng ta gọi là nợ đủ tiêu chuẩn, phải không? Bắt đầu hết thời gian ân hạn, tức là quá 10 ngày đó mà khách hàng chưa trả, thì chúng ta xếp vào nợ cần chú ý. Cần chú ý là từ mấy ngày, các anh chị? Quá hạn từ 10 cho đến 90 ngày xếp vào nợ cần chú ý. Từ 91 cho đến 180 ngày xếp vào loại nợ dưới tiêu chuẩn. Từ 181 đến 360 ngày chúng ta xếp vào loại nợ nghi ngờ. Như vậy rõ ràng mình thu nợ quá hạn 250 ngày, tức là nó nằm trong cái đoạn nào các anh chị? Nằm trong đoạn từ 181 đến 360. Vậy là thu nợ nghi ngờ chứ gì nữa. Nghi ngờ thì ghi có tài khoản gì? Có 2114 của công ty N, đúng không? Đó, cho nên chỗ này các anh chị phải nắm. Ví dụ người ta nói là thu nợ quá hạn 18 ngày thì mình phải biết theo dõi ở đâu. Thu nợ quá hạn 200 ngày, 15 ngày, 17 ngày, với ở đó bất cứ đoạn nào mình cũng phải xếp cho được nó vô cái tài khoản mà chúng ta đang theo dõi ở cấp độ quá hạn khác nhau. Đó là cái điểm mà chúng ta cần lưu ý trong cái phần thu nợ. Thế còn thu lãi thì các anh chị cũng biết cái cách xử lý rồi ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái chương tiếp theo.